Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm tóc lưới cho nhân vật. Kết quả nó sẽ trông như thế này. Rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ tạo ra phần masterer cho tất chân cơ bản. Đầu tiên các bạn chỗ surface này, các bạn chuyển qua cho mình emission. Sau đó các bạn làm theo công thức cũ, add diffuse, df df, kết nối nó vào color. Lúc này line nó sẽ là màu đỏ. Mình sẽ dùng node shader RGB để convert nó thành color. Sau đó add color ramp để điều chỉnh, add mix RGB để set màu. Ở chỗ này mình sẽ giải thích nhanh một chút về cách hoạt động của Mix RGB. Giờ mình sẽ ngắt cái kết nối này trước. Thì Mix RGB nó có thứ nhất phương thức phối trộn Color 1 và Color 2. Đây là tất cả các phương thức của nó. Cái thứ hai là phát. Phát này khi các bạn kéo về phía bên trái thì nó sẽ ưu tiên màu Color 1 nhiều hơn. Khi các bạn kéo về phía bên phải thì nó sẽ ưu tiên màu Color 2 nhiều hơn. Mình sẽ ví dụ màu đỏ với màu trắng, color 1 là màu đỏ, color 2 là màu trắng. Khi mình kéo về bên trái thì nó sẽ ưu tiên màu đỏ color 1, bởi vì nó là color 1 mà, nó sẽ ưu tiên màu đỏ. Khi mình kéo về bên phải thì nó sẽ ưu tiên màu color 2 là màu trắng, như thế này đấy. Rồi khi mình để ở chính giữa thì nó sẽ lấy mỗi bên 50-50, đó chính là cái thằng phát này. Bên trái là ưu tiên color 1, bên phải là ưu tiên color 2. Rồi thì trường hợp đó là trường hợp mà thằng phát này nó có số, nó không có kết nối. Thì ví dụ giờ mình kết nối nó đi, kết nối nó vào thì thằng phát này nó sẽ không còn số nữa. Thì các bạn sẽ hình dung nó như thế nào? Đơn giản thôi, thì mình kết nối với color ram, đúng không? Color ram thì nó cũng có hai màu là màu đen và màu trắng. Thì thằng color 1 nó sẽ quyết định phần tối, thằng color 2 sẽ quyết định phần sáng, sẽ quyết định cho phần sáng. Giờ ví dụ mình kéo vậy đi, kéo cái độ bóng này đậm lên như thế này đấy. Thì các bạn thấy cái phần bóng đằng sau là phần tối đúng không, phần đằng trước là phần trắng. Thì cái thằng color 1 sẽ là thằng quy định phần tối, cũng nghĩa là khi quy định phần bên đen, phần bên trái. Phần color 2 sẽ là phần trắng, là quy định cái màu sáng. Đây màu sáng đó, bởi vì nó là màu sáng mà, còn này là màu tối nên mình kéo xuống màu đen. Thì các bạn nhìn hình dung này đấy, thì color 2 chính là phần xử lý màu sáng, còn color 1 chính là phần xử lý cho phần tối. Nếu mà cái thằng phát này được kết nối với thằng khác thì nó sẽ cứ thằng khác chỗ nào mà tối thì nó sẽ lấy color 1, chỗ nào sáng thì nó sẽ lấy color 2, vậy thôi. Cái thằng này còn nhiều nghiên cứu chuyên sâu nữa, các bạn có thể lên nghiên cứu ở trên wiki của Blender hoặc là YouTube. Còn trong bài hướng dẫn của mình thì các bạn chỉ cần hiểu nhiêu đó là đủ xài rồi, vậy thôi nha. Đấy, bây giờ mình sẽ set màu cho phần độ bóng cái tấc này. Thì đó, như mình nói, color 2 chính là thằng quyết định màu sáng này. Mình sẽ kéo nó lên màu trắng luôn. Rồi thằng color 1 mình sẽ để nó là màu nâu nâu. Nâu nâu. Nâu nâu như thế này. Đấy. Mình sẽ kéo thằng color ram phần đen lên để tăng cái độ bóng lên. Rồi. Vậy là xong phần độ bóng cơ bản. Kế tiếp chính là phần nốt linh hồn của cái tấc chân. Mình sẽ để bức ảnh như thế này, các bạn thấy đấy, phần tất á, là khi các bạn nhìn phần đối diện á, thì nó sẽ mỏng hơn, còn hai phần hai bên là do nó bị khuất á, do cái góc nhìn của mình á. Bởi vì tất cái tất chân nó đâu phải là vải dày vải đặc đâu, nó dạng vải lưới không gió. Thì mình nhìn đối diện mình sẽ nhìn xuyên qua được lớp vải đó, và phần mình thấy cái phần da nên nó sẽ màu nó sẽ sáng hơn cái hai phần hai bên. Và cái mình để làm điều đó thì mình sử dụng Layer Well, các bạn search cho mình Layer Well.
đấy, kết nối phần facing nha. Ren, cái thằng Resnail này cũng hay xài đó, nhưng mà trường hợp này mình sẽ xài facing thôi. Bạn kéo thẳng vào emission để xem trước luôn kết quả. Rồi các bạn thấy chưa, đấy cái phần nào mà đối diện với cái góc mình nhìn á thì màu nó sẽ đậm hơn và phần xung quanh nó sẽ nhạt hơn. Nhưng các bạn có thể thấy cái phần hiển thị đậm nhạt này không quen, cảm giác nó ngược ngược đúng không? Nhưng mà không đúng, mình trong đây á, trong cái nốt này á, mình sẽ tính theo giá trị 0 với 1 thôi, thì cái màu tối này á chính là số 0, giá trị nó là 0, và phần màu sáng này giá trị nó là 1. Như trên Coloram các bạn kéo xuống đây, cái phần màu đen đây kéo càng bé thì số nó càng về 0, còn phần màu trắng này chính là một phần màu sáng. Thằng Mix nó cũng lấy giá trị tương tự vậy. Giờ mình đã có cái phần hiệu ứng tất chân, mình sẽ gọi nó hiệu ứng tất chân đấy. Vậy mình sẽ kết hợp nó với cái phần đổ bóng này luôn, dùng Mix ship đi để con nó kéo nó lên nhập vào chỗ này á. Mình sẽ lấy thằng layer này, mình sẽ kéo nó vào phát để cho nó quy định cái độ đổ bóng. Cái thằng phát này chính là quy định cái độ phối trộn giữa color 1 và color 2, thì mình muốn thằng nó ưu tiên cho cái hiệu ứng tất này hơn, ưu tiên cho layer này hơn, nên mình sẽ kéo nó vào phát. Rồi bây giờ mình sẽ có color 1, color 2, mình sẽ quy định thằng color cái thằng sáng xung quanh này thì tất nhiên thằng color 2 sẽ là thằng quy định màu sáng, nãy mình có nói rồi. Thì mình muốn chỉnh màu cho phần sáng này á, mình sẽ chỉnh color 2, mình kéo xuống dưới đây chọn màu nâu đậm đấy. Rồi phần color 1 đó mình có thể kéo lên trắng để xem thử cái này. Rồi mình sẽ nối với cái phần độ bóng cơ bản này vào phần color 1. Rồi vậy thôi, các bạn đã thấy có hiệu ứng sơ sơ đúng không, nhìn nó giống giống rồi đấy, nhưng mà nó vẫn chưa rõ ràng. Mình sẽ dùng Coloram để điều chỉnh, CP kéo Coloram lên, kéo chỉnh kéo qua ở đây này đấy, như vậy là giống hơn rồi này. Vậy là xong rồi, video kết thúc. Đùa thôi, phần tất chân nó đâu phải đơn giản như vậy. Giờ mình sẽ làm thêm một số chi tiết nữa. Thì phần tất chân á, thường á, thì cái phần gấp này này, phần gấp bên trên này nó sẽ màu đậm hơn cái phần chính giữa, phần dưới cũng vậy. Bởi vì tất nó sẽ giãn theo cái đùi của nhân vật, chỗ nào mà căng thì nó sẽ giãn ra thì mình sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Còn chỗ nào mà nhỏ khúc dưới này nó sẽ trùng lại thì kẽ hở giữa cái tất chân nó sẽ nhỏ nên mình sẽ thấy màu nó đậm hơn. Rồi giờ mình sẽ làm hiệu ứng nó. Hiệu ứng đó mình sẽ sử dụng Radiant để tạo hiệu ứng đó. Search cho mình Radiant Texture. Đây. Rồi kéo nó thẳng vào emission để xem trước. Hiện tại thì nó hoạt động vẫn chưa đúng, mình sẽ chỉnh lại. Các bạn nếu mà bật cái add-on Node Runner này lên á, thì các bạn chỉ cần chọn cái texture, tất cả các loại texture các bạn bấm Ctrl-T nó sẽ tự động kết nối sẵn cho mình như thế này. Bấm Ctrl-T, Ctrl-T nó sẽ nhảy ra test coordinate và mapping. Còn nếu các bạn nào mà không có kích hoạt nó, có thể bấm Shift A gõ coordinate, đây texture coordinate, rồi gõ mapping làm tương tự. Chỗ này á mình sẽ sử dụng UV nối với phần vector của mapping mình, và nếu đã dùng UV rồi thì tất nhiên mình sẽ phải unwrap nó. Mình sẽ unwrap phần tất chân
các bạn chọn cho mình vật tab và edit more, và các bạn chỗ stocking này, chỗ tất chân này các bạn muốn select cho mình thì nó sẽ tự động chọn cái phần tất đầu mình đã có. Giờ mình sẽ tạo cái sim để mình unwrap nó, tạo sim mới được. Mình sẽ tạo một cắt cái chân này ra chỗ này. Các bạn bấm cho mình Ctrl E chọn mask sim. Sau đó chỗ này mình cũng cắt ra luôn. Mình chỉ cần lấy phần tất thôi mà, các phần kia không cần, mình không lấy. Này Ctrl E mask sim. Dưới chỗ này Ctrl E mask sim. Rồi, giờ các bạn thấy mình đã cắt được phần tất chân này. Nhưng mà nó bị lố, mình sẽ bỏ chọn mấy cái này. Bỏ chọn cái phần lố này đi. Bằng cách chọn nó. Bỏ chọn nó bằng cách chọn nó. Đấy. Sau đó bấm Ctrl E, Clear, Clear. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ có phần tất chân này thôi. Và sẽ lấy lại. Bấm U, chọn Unwrap. Mình sẽ định này, đây là phần tắt chân, còn đây là phần bàn chân. Do phần bàn chân nó ẩn trong đây rồi nên mình không chỉnh sửa gì nó, cứ để vậy đi. Bạn bấm giữa Âu chuột phải, chọn nhanh một đường, bấm W, chọn Align Y. Bởi vì UV nó là một mặt phẳng thôi, mình sẽ xử lý nó trên mặt phẳng thôi. Thì trục X chính là trục nằm ngang, trục Y là trục nằm dọc. Giờ mình sẽ xếp cái đường này nằm ngang thì mình sẽ align Y. Nghe nó không logic lắm đúng không? Có nghĩa là nó sẽ so theo trục Y, sẽ so bằng theo trục Y. Đấy. Rồi bấm giữa Âu chuột phải, chọn cái phần 66 thứ hai. Bấm W chọn align Y tiếp. Rồi, mình đã có hai đường. Không cần làm hết đâu, làm hai đường thôi. Tiếp tục bấm Âu chuột phải, chọn đường viền này, tiếp tục là x nhé. Này, nó sẽ so theo cái trục x, tất cả các điểm này đều bằng nhau trên trục x đấy. Nó sẽ lấy giá trị trung bình. Rồi cái này làm tương tự là x đấy. Mình đã có được một hình vuông, à không phải, mình đã có được một hình chữ nhật ở chỗ này. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu lấy hình chữ nhật này so với tất cả các chỗ còn lại để nó tự làm đều mà. Các bạn chọn cho mình phần phay, bấm phím số 3, phím nhanh á, có thể bấm phay đây. Đấy, chọn cho mình cái phay hình chữ nhật này, bấm W, chọn follow active work. Bùm, đây là magic. Đấy, rồi chọn cái hình tam giác này, do cái phần tất của mình làm nó có một cái tam giác nên khi mình ráp ra nó có tam giác. Phần này cũng không có quan trọng lắm nên mình cũng để luôn, để vậy thôi. Nhớ lưu lại nhé, lưu lại đi để mất công có vấn đề cái mất gì. Vậy là xong rồi, các bạn chuyển lại đáp setting cho mình. Bây giờ cái phần tất chân nó đã chạy theo UV rồi như thế này, nhưng mà mình vẫn không biết cái phần ảnh hưởng của nó ở đâu. Phần ảnh hưởng của Radiant này này thì mình có thể tạo một cái UV sphere và cài cho nó cái mask đó để kiểm tra. Đây, mình kéo một cái color ramp lên, set cho nó là constant, kéo về vị trí chính giữa 0.5 thì mình sẽ có thể check được một cách rõ ràng hơn. Thì hiện tại nó đang vẫn nằm theo chiều dọc, mà mình muốn là cái phần giữa của phần tất chân này màu nó sẽ nhạt hơn mấy chỗ khác thì mình phải chuyển nó sang nằm ngang. Thì mình sẽ xoay nó trong rotation Z, xoay nó một góc 90 độ. Rồi, mục tiêu luôn, đừng lo lắng. Thì sau khi nó quay cho nó nằm ngang á thì phạm vi của nó giờ chỉ có lên với xuống thôi. Mình sẽ kéo trục X, cái trục X đây, phạm vi nó lên xuống đây, mình sẽ xét nó là 1:1. Rồi thì không cần cái quả cầu này nữa.
Sau khi biết được vị trí của nó thì mình sẽ chỉnh nó lại. Khi các bạn chỉnh color RAM á, thì các bạn chú ý cho mình cái giá trị nào mà các bạn cần lấy thì các bạn để nó màu trắng nhé. Bởi vì màu trắng thì tương đương giá trị nó là 1. Giờ mình cần lấy cái phần trên và cần lấy phần dưới, nên mình sẽ set phần trên và phần dưới của nó là màu trắng. Phần chính giữa mình không lấy, mình sẽ để cho nó là màu đen. Thì mình sẽ tạo thêm, set cho nó màu trắng. Đây, đó, nên nó sẽ có màu đen khúc chính giữa rồi. Mình sẽ bỏ cái constant đi, chuyển qua nó thì liner cũng được, mình cứ chọn cái gì đi. Rồi, giờ các bạn thấy phần đen nó bị thiếu đúng không? Mình sẽ thêm một cái nữa, set cho nó màu đen luôn. Rồi mình sẽ chỉnh mỗi đầu chút như thế này. Đấy. Thì giá trị mình muốn lấy thì tất nhiên sẽ là giá trị phần trên phần dưới. Nó sẽ là giá trị màu trắng. Mình sẽ nhập nó vô phần dưới luôn. Mình sẽ nhập nó vô phần dưới. Nhập vô đâu? Thì cái thằng này nó mình sẽ nhập vô cái phần hiệu ứng tất chân, phần layer well. Nó cũng lấy phần trắng làm giá trị chính này. Thằng này nó cũng vậy, lấy giá trị trắng làm giá trị chính. Thì mình sẽ nhập hai này lại với nhau. Sử dụng micro RGB. Bấm lộn rồi, không chọn này nhé. Bấm mix shift D để font nó. Sau đó mình muốn cái gradient này, giá trị gradient này là giá trị chính, thì mình sẽ kéo nó lên hồng phát. Đấy. Rồi thằng này mình sẽ lấy vô cho nó là giá trị color 1. Thì cái thằng 1 của thằng này nó sẽ là color 2. Và tất nhiên một color 2 sẽ là màu trắng. Như thế này. Tới đây có bạn nào không hiểu không? Mình sẽ giải thích lại một lần. Đầu tiên, cái color RAM bên trên của thằng Radiant đấy, mình sẽ nối vào đây này. Thì nó sẽ quy định phần sáng bên trên và phần sáng bên dưới. Bây giờ mình muốn giữ cố định hai phần này, mình chỉ muốn thay đổi cái phần bên trong này thôi, phần màu tối này thôi. Thì mình sẽ sử dụng cái ngõ ra của color RAM kéo vào phần phát. Thì cái ngõ ra này á, bây giờ thằng màu trắng này sẽ được quy định bởi color 2 và phần màu đen được quy định bởi color 1. Hồi nãy mình có giải thích rồi. Color 2 ấy, thì tất nhiên nó sẽ lấy ra giá trị màu trắng, bởi vì mình muốn lấy ra màu trắng mà. Còn color 1 á, là phần màu đen bên trong này, mình sẽ lấy cái phần đổ bóng, phần đổ bóng, phần tất chân này, layer well này này. Layer well thì nó sẽ trông như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Layer well á, là nó phần trắng, là nó trắng dọc hai bên. Nhưng mà phần bên trên này nó cũng có màu đen, phần bên dưới này cũng có màu đen. Thì mình sau khi nhập vào bên đây á, thì nó mất phần trên. Bởi vì cái color 1 này này, color 1 quy định phần đen, nó đâu thể nào mà nó can thiệp vô phần trắng của thằng color RAM bên trên được. Đấy. Phần trắng là của color 2 mà. Phần trắng của thằng phát này. Trắng của thằng phát này. Thì do thằng color 2 quy định là color 2 màu trắng. Thằng layer well này nó chỉ được nằm trong cái phạm vi màu đen này thôi. Nó chỉ thay đổi được màu ở chỗ phạm vi màu đen này thôi. Thì mình nối nó vào color 1. Kết quả sẽ ra như thế này. Trên dưới là do color 2 quy định. Phần chính giữa do thằng layer well quy định. Đấy. Bước kế tiếp chính là nối phần ngõ ra với phần đổ bóng bằng ánh sáng, phần diffuse này. Bây giờ mình sẽ nối nó vào. Tiếp tục dùng mid RGB city nó nối vào. Bây giờ các bạn để ý cho mình, cách thực hiện nó cũng giống như cái mid lần trước. Đây là khi mà chưa nối thì nha, cái phần màu trắng này này là mình sẽ set màu quy định riêng cho nó. Còn cái phần màu đậm bên trong này, mình sẽ sử dụng màu từ cái phần diffuse. Thì tất nhiên muốn lấy cái phần màu đen, phần tối này này, thì sẽ do color 1 quy định. Mình sẽ nối cái phần này vào color 1. Đấy. Rồi giờ mình sẽ xuất cái ngõ ra này vào phần phát. Đó, kết nối vào emission.
Đây là kết quả. Giờ mình sẽ chỉnh phần màu cho phần màu trắng. Mình thích chỉnh màu gì mình chỉnh. Sẽ chỉnh nó xuống màu đen. Rồi, đấy. Hiểu chưa, hiểu chưa? Mình sẽ chỉnh phạm vi lại cái phần bên dưới này ổn ổn này, nhưng mà phần bên trên nó còn trắng quá. Mình sẽ chỉnh phạm vi bên trái là chỉnh bên trên, bên phải chỉnh dưới. Mình sẽ kéo phần màu đen này vào trong, kéo phần màu trắng này vào trong, đấy thì cái phạm vi màu đen nó sẽ hạ xuống, dưới làm tương tự, kéo xích vô chút, đấy như thế này. Vậy là được rồi, nhìn lại xịn hơn nãy một chút. Giờ các bạn muốn xịn hơn nữa không? Vẫn có thể xịn hơn được nữa, đó chính là thể hiện được các đường lưới. Bởi vì phần tất chân đâu phải lúc nào nó cũng đang đều mịn như vậy, đôi lúc nó sẽ có những chỗ mà nó đang dày hơn, thì mình sẽ nhìn giống như mấy cái đường caro á. Giờ mình sẽ giả lập cái đường caro đó ra bằng cách sử dụng một cái texture, brick texture, là texture làm gạch á, các bạn gõ cho mình brick texture. Đây, kết nối nó thẳng vào emission để xem trước. Khi các bạn muốn làm gì, các bạn kết nối thẳng với emission cho mình, cứ làm từng cái rồi sau đó mix nó lại với nhau. Mình sẽ sử dụng texture coordinate, bởi vì nó là texture mà, cái nào mà có texture các bạn nên nối vô texture coordinate cho mình. Copy một cái mapping, nhớ là mapping này có thông số nha, mình sẽ xóa thông số của nó, không cần sử dụng thông số này, có mapping thôi, có gì mình chỉnh cho dễ. Sau đó mình nối với vector với vector. Rồi đấy, các bạn thấy chưa, mình đã có hiệu ứng tường gạch. Thì tất nhiên mình sẽ không dùng hiệu ứng tường gạch này, mình sẽ chỉnh nó lại. Các bạn ấy, gạch này có 3 màu được quy định. Mortar này có nghĩa là cái viền gạch. Cái line. Rồi, color 1 mình sẽ chỉnh là màu trắng. Color 2 mình cũng chỉnh là màu trắng luôn. Có cách nhanh là mình nhấp vào color 1, mình kéo xuống color 2, nó có chữ drop color này. Đấy, thả ra nó sẽ thành màu trắng luôn. Đấy. Giờ gạch nó đang so le đúng không? Mình sẽ kéo nó lại thành đường thẳng. Chỗ offset này, các bạn kéo về 0. Kéo lên 1. Giống nhau thôi, nhưng mà mình sẽ kéo về 0. Đấy. Tiếp tục. Mấy thông số này á, các bạn muốn biết tác dụng á, thì mình không cần giải thích cũng được, bạn có thể vọc. Cứ bọc tự nhiên. Đấy, đầu tiên là row well là cái gì, mình đọc là row là hàng đúng không, hay là gì, đây là cao à, hàng cao là gì, à hàng cao chính là hàng cao. Đấy, không cần hàng cao, cứ giảm hàng cho nó bớt cao lại, hàng cao mình không tính một thôi. Width là gạch, width là ngang, chiều ngang gạch mình sẽ chỉnh nó nhỏ lại 0.3 như thế này. Rồi bias là gì, kéo lên kéo xuống. Ồ, không có gì xảy ra hết, đây là mặc định. Còn motor giống motor này là chữ gì đây, bị che mất rồi. Smooth, độ mượt. Mình thử chỉnh xem sao, kéo hết lên. Kéo hết lên là nó mỏng lại này. Vậy mình sẽ kéo hết lên. Auto size có nghĩa là size. Mình sẽ chỉnh là căng thử. 0.1 đi. Như thế này. Rồi scale. Tỷ lệ kích thước thì để nó là 50. Đấy. Giờ các bạn nhìn có giống như là mấy cái đường đen chưa? Đường đen vải á, thì chủ yếu mà mình lấy cái hiệu ứng đường đen vải này. Vậy là xong bước thứ nhất. Bước thứ hai á, là mình muốn chỗ nào mà phần thịt chỗ nào căng á,
hay là phần đối diện với mình á, thì cái đường đan này này, cái đường line này nó sẽ mờ hơn với cái hai cạnh hai bên. Thì các bạn nghe giống giống cái gì không? Nghe giống giống như cái layer well bên dưới này này. Rồi, vậy là mình sẽ tận dụng lại layer well bên dưới, giá trị của nó. Mình sẽ dùng mixer GB để trộn nó lại với nhau. Chọn một cái mix, bấm shift đi, kéo lên đây, chở layer well này này, mình cũng kéo lên luôn. À đâu, lấy từ ngõ ra này mới chính xác chứ. Các bạn chú ý, phần này hơi phức tạp một chút. Như nãy mình đã giải thích thì mình sẽ lấy giá trị ra là giá trị màu trắng. Mà các cái đường vải này này, hiện tại nó đang là màu đen. Mình sẽ tách nó ra đi. Thì mình sẽ chuyển đổi lại thành màu trắng. Mình dùng một nốt tên là Inverse. Nó Inverse này nó sẽ đảo ngược lại giá trị từ 0 thành 1, từ 0.7 thành 0.3. Vậy đó, đây là trạng thái chưa Inverse, đây là trạng thái đã Inverse. Đấy, các bạn có thể so sánh. Rồi, mình đã lấy được giá trị màu trắng ra rồi. Giờ đến lượt cái ngõ ra của thằng này. Ngõ ra của thằng layer well. Mình sẽ nhập nó vào column 1, kéo nó vào phần emission để kết quả. Thay ngõ ra của thằng layer well thì giá trị mà mình cần xóa cái đường vải á, là giá trị màu đen. Chỗ này sẽ làm bằng 0, đúng không? Chỗ này sẽ là bằng 0. Thì mình muốn xóa chỗ này đi thì mình sẽ dùng một phép toán nha, dùng mixer GB nhưng lại dùng phép toán, đó là dùng phép toán trừ. Dỗ phần phương thức á, các bạn chọn như mình subtract nghĩa là trừ, lấy color 1 trừ color 2. Mà hiện tại á, chỗ này đang là màu đen, mà màu đen là chỗ này nó sẽ là 0, cho lần 0 đi. Thằng inverse nó đang cho ra giá trị là màu trắng là 1, đúng không? 1 trừ 0 bằng nhiêu? 1 trừ 0 là bằng 1. Bằng 1 thì nó đâu có mất giá trị này đâu. Mình muốn mất giá trị này mà, thì mình phải cho chuyển đổi. Mình phải chuyển đổi cái thằng 0 này lên 1. Nếu các bạn nghĩ là dùng inverse thì sai rồi. Inverse hiện tại rất khó sử dụng. Đó, giá trị nó ra là như thế này, kết quả cho ra như thế này. Mình sẽ không dùng inverse trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng một phương thức nãy giờ mình hay xài, đó là colorgram. Kéo vào colorgram rồi mình sẽ đảo vị trí này thôi. Các bạn chỉ cần đảo màu trắng qua bên trái, màu đen qua bên phải. Đây, màu trắng có nghĩa là 1. Vậy khi mà cái thằng inverse này ngõ ra, nó cho ra giá trị 1 mà trừ cho thằng màu trắng này, thì cái phần màu trắng này nó sẽ mất cái giá trị preset tool đi. Đấy, đấy là theo lý thuyết. Mình sẽ thực hành luôn. Mình sẽ nối vào color 2. Rồi mình sẽ nối thằng subtract này vào emission. Đúng, đây là kết quả. Mình sẽ kéo phát lên 100% để cho nó gọi là tác động tối đa. Do phương thức của mình đang là subtract nha, chỉ có phương thức mix á thì nó mới xét trái phải thôi. Còn khi subtract là nó đang xét phần trăm ảnh hưởng. Ví dụ subtract đang là color 1 trừ color 2 thì mình kéo 0.5 là nó sẽ trừ 50% thôi. Còn nếu mình kéo lên 1 thì nó sẽ trừ hết. Đấy, nó trừ hết thì cái phần chỗ này nó trừ bằng 0 mà. Mà không thì màu đen, đúng không? Nó sẽ trừ ra giá trị 0. Đấy. Cái line này thì nó không mịn, mình sẽ chuyển thành bit line. Bit line thì nó sẽ mịn hơn. Cái phần lan này nó sẽ mịn hơn thế này. Rồi, mình đã xóa được cái phần line chỗ này rồi. Và cuối cùng là mình chỉ việc nhập nó với cái phần
màu sắc ở dưới thôi, đổ bóng màu sắc ở dưới thôi. Nhưng mà giờ mà mình kéo thêm một mic nữa, một mic để kết nối nữa thì nó lại hơi thừa, nên mình sẽ chỉnh lại cái mic trong đây. Ví dụ giờ mình có một cái ngõ ra của thằng Lightwell với ngõ ra của thằng Radiant, nó một cái vô phát này, một cái vô phát chỗ này, chỗ này có hơi thừa này, mình sẽ nhập nó lại. Mình sử dụng một cái mic nối đây, mình nhập hai cái ngõ ra của vào phát này lại thành một cái ngõ vào phát chỗ này thôi. Đấy, rồi mình sẽ chỉnh lại giá trị chỗ mic này á. Đây, mình sẽ kéo ra position để cho thấy kết quả luôn. Chỗ mic này hiện tại á là nó đang trộn 50-50 của hai cái, nhưng mà cái phần trắng này là mình quyết định lấy phần trắng mà, mình đâu có tính thằng đen này vô làm gì, nên mình sẽ không lấy phần mic này đâu. Mình chọn Lighten. Lighten nghĩa là nó ưu tiên màu trắng, cứ chỗ nào trắng hơn là nó lấy. Mình sẽ kéo tác động lên 100%. Thì ví dụ như thằng color 1, thằng color 1 bên trên trắng hơn thì nó sẽ lấy thằng color 1. Rồi cái thằng color 2 chính giữa trắng hơn thì nó sẽ lấy thằng color 2. Nó không có cần biết cái màu trắng nó ở color 1 hay color 2, chỉ cần nó trắng nhất trong hai ngõ vào thì nó sẽ ưu tiên lấy nó. Nó là tác dụng của Lighten. Thì mình sẽ lấy được kết quả này. Rồi, còn cái subtract trừ này mình sẽ kéo vào thằng factor này. Từ color này mình kéo vào emission. Rồi đấy, xong. Chỗ này hơi xóa hơi nhiều, mình sẽ điều chỉnh cái này lại. Các bạn kéo càng gần nhau thì cái chỗ mờ này càng đậm nhé. Không đúng, mình sẽ kéo loãng ra. Rồi, vậy là xong phần nốt cho phần vớ chân, tất chân gì đó. Còn cái này mình cũng không cứu nữa, mình cứ coi nó như là vớ chân đi. Đấy, như vậy là xong rồi. Đây là họa tiết đơn giản nhất. Các bạn có thể thấy rất là nhiều họa tiết khác. Nếu các bạn rành nốt thì các bạn cứ việc nốt họa tiết thôi. Còn các bạn nào mà không rành cho lắm á thì các bạn cứ làm theo mình. Nó chỉ có nhiêu đây, nhìn khá phức tạp, thì sếp gọi cho nó coi cũng rõ hơn, là hết rõ được rồi, như đây thôi. Các bạn không cần lo lắng, mình sẽ chụp hình full size kích thước nốt này. Các bạn có thể dựa theo nốt này mà làm luôn cũng được, không cần hiểu. Và thế là xong nội dung của video này, cũng khá dài rồi, hơn ba mấy phút rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Có gì hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.